2 Quang Ca tại 71 Hoàng Văn Thụ, phường 15, quận Phú Nhuận. Kính chào tất cả các anh chị em và cô dì chú bác nha. Hello, chào cô thợ nhỏ đi. Làm gì đó? Bát. Anh chị em thấy không? Cô thợ nhỏ đang bát chùi bát cái đèn. Đây. Đây là một con xe SH ý nhập, số máy 108 đầu 150 bằng khói nha anh chị em. Một con xe siêu lướt. Giờ anh chị em mua xe, anh chị em có được ngắm nghía ở bên trong một con xe nó như thế này không? Con xe này đi có 3.000 km thôi nha anh chị em. Nó đẹp như thế này đây. Gọi là long lanh luôn nha anh chị em. Zin hoàn toàn ha, đẹp nè. Từ trong ra ngoài, từ ngoài vào trong luôn. Đó, con xe chỉ mở thử cái nắp nồi này ra coi nồi nó có mở không ha. Cái nắp gió nè, thấy không? Anh chị em thấy nó đẹp không? Nè, từ cái miếng nhôm nè, từng con ốc nè. Đó, anh chị em thấy con xe chưa? Hoàn toàn hết, nó mới. Thấy không? Nó cái đầu lồng nè. Đó, cái đầu nè, đó, rồi tới cái đầu nè, nè. Xong chưa? Trời khoảng này nữa, xong chưa? Ôi, thấy không? Thấy cô anh em thấy không? Thấy cô thợ nhỏ ngồi chùi bát cái đèn đẹp ghê không? Cái đèn này anh chị em chỉ đánh bát thôi, đừng có chùi xăng nha. Chùi xăng nó sẽ bị găng nứt. Cái thứ nhất, cái thứ hai nữa đừng có lấy đồ cạo chà nháp rồi lên hư hết ha, nó mỏng ha. Tại vì những món đồ này nó rất giá trị, nó rất là cao nha anh chị em. Những con xe SH ý nhập siêu lướt như thế này giá trị nó rất là cao ha. Đây là một em siêu lướt siêu đỉnh nha, như một con xe thùng, không khác gì một xe thùng hết á. Đó, xe này gắp đàn áo vào, Hoàng Ca sẽ quay lại cho anh chị em xem và ngắm nghía cái vẻ đẹp của nó như thế nào. À, để anh chị em mà muốn mua một con xe đẹp zin như thế nào cứ alo đến số điện thoại ở trên đầu trang, Hoàng Ca sẽ hỗ trợ và tư vấn cho anh chị em 24/25 luôn để có được con xe đẹp đi ha. Thôi, chào mọi người đi cô chủ ơi. Gửi gì nữa? Gửi gì nữa? Chúc mọi người đi. Chúc mọi người có một ngày mới vui vẻ nha. Rồi giống như mấy gì ta? Mấy như em bé đi chúc Tết ngày xưa nhỏ nhỏ vậy đó. Phải không?